I eventually found watermelon, or at least her grandmother. I drove by here a couple of times before, but I didn't see them. So tonight I did. There she is. She's up. She was sleeping before. I'll just do another ride around. Crying or something? I got a few donations for them. One from Amped Electric and Robert Grills and a few others. But tonight I'm just going to give the donation I got from Jared Heavily sent $276, which I converted to 4,550,000 Vietnamese dong. So I'll just give it to her now. It looks like she was crying, by the way. So that will be probably the shot in the arm that she needs. The granddaughter is not with her, so that could even be a better sign, because you don't want the granddaughter to be sleeping out on the streets. So I'll ask her what happened with the granddaughter. Hopefully I don't get a parking ticket. Park there. But yeah, Clifford Dang and the Robert Grills. I might just hand that cash over later. I'll just see if I don't know what's the legality with parking up here. I'll park up here. Let's see what's the deal. And she looks cháu gặp á lúc trước á, nhớ không? Chứ giờ cháu ở đâu? Bệnh là gửi nhà. Bệnh gửi nhà. Không, nhiều khi gửi nhà tốt hơn á. Không có nó không có tiền. Đúng rồi. Không, mà nhiều khi gửi nó ở nhà thì tốt hơn á. Có cái bà đó ta đang có đi làm. Bà tôi dùng. Tốt rồi. Vâng, chứ thấy đang mặt đang buồn á, nãy chạy qua mới thấy đang ngủ á, mà không dám nãy chạy qua thấy đang ngủ không dám đánh thức á. Chứ mấy nay sao rồi, sức khỏe sao? Chứ bé thì bữa trả tiền học không? Bữa đưa cái tiền nó trả tiền học không? Có à? Ok, thì giờ con thấy gửi cháu ở nhà con thấy cũng thích á, thì con muốn ủng hộ thêm một số tiền á, để mốt đừng có phải đem con ra đây ngoài đây ngủ, thấy cũng tội bé á. Thôi để cho con gửi gửi một số tiền đi để rồi khỏi. Ok. Thôi cho để lâu lâu con mới ghé qua, thì hôm nay con muốn gửi một số tiền nhiều hơn á, thì gửi một số tiền lớn hơn đi, để mốt lâu lâu với ghé qua. Có cậu có biết số điện thoại không? Hồi như bữa có lấy số điện thoại rồi, mà tại con không biết để chỉ gần đây á. 107 1 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
Ok, thì thôi, giờ con nằm á, con đang cầm tổng cộng là 4.550.000 á, mà con cho cô hết cũng được nha, là 4.550.000 á.
thì con cũng muốn, con ủng hộ cô, thì con thấy giờ cô cho bé nó ngủ ở nhà thì tốt hơn chứ ngủ về đây bụi bặm giống cũng tội cho bé. Đúng rồi, con cũng hiểu là không có bé thì không có tiền á, thì mình bắt buộc phải đem, mà giờ con gửi một số tiền này để giống tháng này thì cho bé ngủ thoải mái đi nha. Cậu lâu lâu cậu ra bên bận á, thì cậu cứ nói 109 F1 109 F1 hôm qua cái cầu này là tới rồi, 179 nè, 109 F1 là cái từ từ F1. F1 ok. Còn với cô là tên Dưa Hấu, bà ngoại Dưa Hấu, Dưa Hấu là con bé với bà ngoại Dưa Hấu. Ok, vâng vâng. Thì con ủng hộ số tiền này, tại con muốn ủng hộ là cô để đừng có phải đem bé ra tháng nay á, nếu sau đó cần bé để kiếm tiền thì con không biết tính, nhưng mà giờ con gửi số tiền này hy vọng là cô cho nó ngủ để thoải mái nha. Đó, cậu đi qua đó, cậu coi cái chuyện tình mà cháu thì coi đi giải gió luôn. Ok. Cái nhà cũng thiếu mà bây giờ nó dộn. À. Nó che, nó coi cô thấy nha. Ok, vâng, thì chắc giờ khuya rồi, cháu cũng phải đi về, mà cháu về đâu? Về quận 8 á. Đúng rồi, giờ cậu qua cái cầu Khánh Hội đó. À, Khánh Hội. 109. 109 F1. F1. Ok. Cậu hỏi bà cháu Dưa Hấu lại. Ok. Con. Ok. Thì có gì mốt có dịp con gặp lại nha. Ok. Con về trước nha. Dạ. Chào cô nha. Ok. To take my piece. Hopefully it doesn't rob her. But có số tiền như vậy có sao, hay là cần con kêu xe taxi hay gì không, hay là về đi, về đi, để mất công ở ngoài đây nguy hiểm. Thôi về trước.